Nếu chữ cũ thì 100 trang mà chữ mới của tôi đấy rút được hơn 90 trang thôi, còn chín hơn 90 trang. Như vậy tức là rút được ít ra là 8%, tôi tính rồi, 8%. Nếu như 8% số giấy của cả nước thì bạn thử tính tưởng tượng xem là nếu mà tiết kiệm được thì nó là con số như thế nào. Đấy là giấy nhé. Thì giờ nếu bạn viết một cái trang mất 1 tiếng. Dòng thứ năm. Trời thêm tuổi mới, năm thêm thọ, xuân khắp càn khôn, phúc khắp nhà, xuân an khang, đức tài như ý, niên thịnh vượng, phúc thọ vô biên. Thôi được rồi, tôi nói tao hiểu rồi. Cái chuyện cũng khá là dài rồi đó. Lấy hàng cho em đó đi. Cảm ơn em đã đến với cuộc thi này. Em là một hiện tượng rất là lạ.